chào quý vị và các bạn. Một số mẹo hay ẩn sâu bên trong những chiếc iPhone mà không phải ai cũng biết và sử dụng. Áp dụng những mẹo này sẽ giúp bạn sử dụng iPhone của mình hiệu quả hơn. Sau đây Duyên sẽ gửi đến các bạn một số mẹo hay cho người dùng iOS. Hẹn giờ tắt nhạc. Với nhiều người khi mới chuyển qua sử dụng iPhone sẽ cảm thấy rất bất tiện bởi ứng dụng nghe nhạc mặc định của máy không có sẵn khả năng hẹn giờ tắt nhạc. Để có thể hẹn giờ tắt nhạc cho chiếc iPhone của mình thì bạn cần phải thực hiện một số bước sau đây. Đầu tiên, bạn cần mở trình nghe nhạc trên iPhone và chọn bản nhạc muốn thưởng thức. Sau đó, vuốt từ dưới màn hình lên vào Control Center và chọn ứng dụng đồng hồ. Chọn vào tab hẹn giờ, sau đó xác định thời gian muốn dừng nhạc. Chọn vào hẹn giờ kết thúc và chọn tính năng dừng phát. Như vậy là bạn đã thực hiện thành công việc hẹn giờ phát nhạc cho iPhone của mình.